Hello, đây buổi trưa ngày hôm nay thì Nhung ăn cơm trưa cùng với cả vợ chồng nhà em Dũng và em Nhi ở vẫn quán cũ quen thuộc, rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì từ lúc 2 giờ đến bây giờ thì Nhung đang nghỉ tạm ở khách sạn duy nhất phòng 102. Đó, thì Nhung sẽ review lại một chút về cái căn phòng này nhé. Đấy, đúng là ngày Valentine một mình ở Gia Lai và một mình một phòng đây, phòng 102. Thế Nhung ở phòng 102 đó, và đây là phòng của Nhung, bao gồm có tivi này, cốc chén này, rồi máy sấy tóc này, bình siêu tốc này, mì tôm, nước uống này, và cũng có cả tủ lạnh nè, cũng có cả tủ lạnh, có tủ lạnh đồ ăn đồ uống, có đôi dép này, và tủ thì có treo quần áo. Phía bên trong Nhung đang khám phá cái nhà nghỉ này, nước nóng như nào, bật mãi không thấy có nước nóng, Nhung đang thử bật lại một lần nữa xem sao. Đây, thế họ ghi là bên tay phải này là nước nóng này, và Nhung đang thử tả mãi chưa có nước nóng. Nếu có nước nóng thì lát nữa Nhung sẽ tập thể dục và sẽ gội đầu và sẽ sấy tóc, và máy sấy tóc có khăn thì rất là ok. Đây họ rõ ràng họ ghi là nước nóng đây, hay là lại cây năng lượng mặt trời nhỉ, trời nó không 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 nắng thì nó sẽ không có nhỉ, Nhung đang đoán thế. Ở đây là dầu gội và sữa tắm này, kem đánh răng, rồi bàn chải, rồi lược đấy, vệ sinh, khăn tắm khá là sạch sẽ, gương nhà tắm đây, gương nhà tắm này. Thế rồi đây, mình đang thử cố xả phần sau nhé, xả một tí mình rác này. Đấy, dép này thì mình cũng chưa sử dụng đến này, từ lúc Nhung đến giờ là Nhung cũng chưa sử dụng gì hết cái căn phòng này. Có đây, đây là cái gương này. Đấy, lát nữa Nhung sẽ tập thể dục, Nhung sẽ tập dục thể dục ở đây, tự tập tập aerobic, sau đó thì nếu mà có nước nóng thì Nhung sẽ gội đầu, còn tivi thì chẳng để làm gì vì cũng chẳng dùng đến, điều hòa thì không cần thiết đối với Nhung đó. Đến một chút đây, cái ba lô của Nhung đây, cái giường hơi bừa bộn một tí là vì Nhung ngủ, bởi vì 2 ngày rồi bị thiếu ngủ, mỗi một ngày chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Đấy, Nhung đang xả nước xem là có gội được đầu không. Ok, nước là hơi ấm ấm thôi, nước là hơi ấm ấm thôi, phải xả một lúc thì nó mới ấm rồi, có khả năng là gội được đầu đó, rất là tuyệt vời. Thì bây giờ Nhung sẽ tạm thời tắt đi để tập thể dục đã, để đặt máy xịt với thêm một cái bình siêu tốc, để ví dụ nếu mà chẳng may mà có nước nó nóng mà nó có hết thì mình sẽ có một cái để backup, mình có thể sử dụng và để đun nước uống nữa. Bây giờ thì bữa tối của Nhung rất là đơn giản như này. Thì Nhung có sữa thảo mộc cốc cốc, bột gạo lứt, nếp lứt, đỗ tương, đỗ đỏ, đỗ xanh, hạt kê, ý dĩ, hạt sen, vừng. Thế và sữa thảo mộc này chứa đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, dùng để bữa bổ sung vào bữa ăn hàng ngày cho người già, người bệnh, để bồi bổ sức khỏe cho những người ăn kiêng để giảm cân, đặc biệt là món ăn không thể thiếu cho phụ nữ mang thai và có con bú, dùng thay cho sữa mẹ nếu không đủ sữa. Và cũng là bữa ăn dặm rất là thơm ngon cho trẻ em từ độ tuổi ăn dặm đến lúc trưởng thành. Cách dùng hòa với nước ấm, có thể nêm thêm là miso, bơ vừng, muối vừng. Người khỏe thì có thể nêm thêm gì, người khỏe có thể nêm chút đường đen. Và khi dùng cho trẻ sơ sinh đến 2 tháng tuổi thì phải quấy bột trên bếp khoảng 30 phút. Và bây giờ thì Nhung sẽ ra đun cái bình siêu tốc kia, để mình sẽ sau khi mình lắc lần một cái sữa thảo mộc này
thì Nhung sẽ cho thêm nước nóng vào, chúng lắc lần hai, ta sẽ có một bữa tối rất là ngon đó. À thế bây giờ Nhung sẽ mở cửa quay lại một chút cái phòng của Nhung nhá. Và hôm nay cũng tình cờ thôi là Nhung chọn cái phòng đúng là phòng 102 luôn, đúng là gọi là gọi trêu gọi vui là gọi là độc nhất vô nhị, và đây là cái phòng còn lại duy nhất đây, cái phòng của Nhung đây. Đâu nhỉ, số đâu nhỉ? Ở phía bên ngoài có ghi cái số, à đây 102 đó. Phòng còn còn cái phòng duy nhất này, và Nhung chỉ ở đây có mấy tiếng thôi, nhưng mà ở đây có mấy tiếng thôi, và Nhung cũng thanh toán tiền phòng thì làm coi như là một ngày luôn đó. Thì về tại vì là mấy hôm mất ngủ rồi cho nên là cũng không muốn vạ vật ở ngoài đường nữa, không muốn vạ vật ở thế giới di động, định vào thế giới di động ngồi đến tận 8 giờ tối có xe như mọi lần. Thế nhưng mà như thế rất là mệt, vì mấy ngày nhưng cũng mất ngủ cho nên là nhưng cũng cần ngủ lại mấy tiếng để lại sức. Thế và đúng là đến bây giờ thì cũng không cần thiết phải ăn uống gì cả, không cần ăn uống gì cả, chỉ cần ngủ thôi. Bây giờ Nhung sẽ uống thêm cốc bột đậu, cốc sữa, các loại gạo lứt. Sau đó thì Nhung sẽ tập thể dục và sẽ tranh thủ gội đầu. Đó. Thế và sau đó thì gội đầu xong thì mình lại uống cốc thứ hai. Đó, cốc thứ hai uống xong thì bắt đầu mình sẽ uống thuốc bổ và rồi mình sẽ đi lên xe thôi. Đó. Đấy là lộ trình tối nay của Nhung là như thế. Nhung cũng không muốn đi kiếm quán ăn này, rồi cũng không muốn đi lượn ra bên ngoài nữa, bởi vì cũng còn có vài tiếng nữa thôi là đến giờ xe đến rồi. Bây giờ là 5 giờ chiều thì 8 giờ là xe chạy rồi, xe chạy qua đây rồi, còn 3 tiếng đồng hồ nữa. Thế Nhung sẽ tranh thủ ăn tối bằng sữa gạo lứt thảo mộc đó, Nhung mang đi. Cái này chỗ này là sếp Tuấn giới thiệu ở quán thực sữa An Lành, chỗ cô Huyền, cô Hoa. Đấy, Nhung mua ở ngoài Bắc và Nhung mang vào đây và đã gần hết, ăn hết gần hết gói này rồi, chỉ còn cái cốc này đây, cốc này và thêm một cốc cuối cùng đây nữa là hết rồi. Và bây giờ Nhung xin phép tạm dừng video này ở đây nhá.